Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với thời lượng của chương trình Thời sự 365, chương trình tổng hợp những tin tức an ninh an toàn đáng chú ý trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những nội dung có trong bản tin ngày hôm nay. Tin COVID-19 sáng ngày 5 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 14.829 ca nhiễm mới, có 10.864 ca trong cộng đồng. F0 leo thang, Hà Nội vượt mốc 2.500 ca COVID-19 một ngày. Thành phố Hồ Chí Minh đã có 6 ca nhiễm biến chủng Omicron. Thừa Thiên Huế yêu cầu cách ly thêm nhiều F0 thể nhẹ tại nhà. Tin COVID-19 sáng ngày 5 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 14.829 ca nhiễm mới, có 10.864 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 1 đến nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.861 ca nhiễm mới, trong đó có 32 ca nhập cảnh và 14.829 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.087 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, có 10.864 ca trong cộng đồng. Cụ thể tại Hà Nội là 2.499 ca, Tây Ninh 916 ca, Khánh Hòa 797 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 664 ca, Bình Định 608 ca, Hải Phòng 602 ca, Bình Phước 593 ca, Cà Mau 450 ca, Vĩnh Long 431 ca, Bến Tre 420 ca, Đắk Lắk 367 ca, Bắc Ninh 342 ca, Thanh Hóa 286 ca, Thừa Thiên Huế 285 ca, Hưng Yên 276 ca, Đà Nẵng 253 ca, An Giang 232 ca, Quảng Ninh 227 ca, Bạc Liêu 225 ca, Thái Nguyên 220 ca, Hải Dương 203 ca, Lâm Đồng 202 ca, Bắc Giang 202 ca, Cần Thơ 196 ca, Trà Vinh 196 ca, Quảng Nam 194 ca, Hà Giang 179 ca, Lào Cai 171 ca, Phú Yên 166 ca, Quảng Ngãi 157 ca, Đắk Nông 152 ca, Đồng Tháp 138 ca, Vĩnh Phúc 137 ca, Ninh Bình 134 ca, Nam Định 134 ca, Bình Thuận 119 ca, Hòa Bình 107 ca, Sóc Trăng 103 ca, Kiên Giang 97 ca, Nghệ An 94 ca, Tiền Giang 85 ca, Hà Nam 79 ca, Thái Bình 78 ca, Phú Thọ 75 ca, Sơn La 68 ca, Cao Bằng 66 ca, Bình Dương 65 ca, Lào Cai 65 ca, Kon Tum 63 ca, Điện Biên 62 ca, Đồng Nai 51 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 42 ca, Long An 41 ca, Quảng Bình 40 ca, Yên Bái 36 ca, Hậu Giang 35 ca, Ninh Thuận 33 ca, Tuyên Quang 30 ca, Hà Tĩnh 23 ca và Lai Châu 18 ca. Trong ngày, Sở Y tế Trà Vinh đăng ký bổ sung 6.867 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin tại Trà Vinh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.687 ca một ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 5 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca và Thanh Hóa 2 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.800.704 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 18.252 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.794.866 ca. Trong đó có 1.410.567 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh 505.523 ca, Bình Dương 291.061 ca, Đồng Nai 98.183 ca, Tây Ninh 78.837 ca và Hà Nội 54.230 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 16.227 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.413.384 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.651 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 4.720 ca, thở oxy dòng cao HFNC 981 ca, thở máy không xâm lấn 132 ca, thở máy xâm lấn 800 ca, ECMO 18 ca.
Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1 ghi nhận 224 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 26 ca, Đồng Nai 26 ca trong 2 ngày, An Giang 18 ca, Đồng Tháp 15 ca, Vĩnh Long 15 ca, Cần Thơ 11 ca, Hà Nội 10 ca, Sóc Trăng 10 ca, Tây Ninh 10 ca, Tiền Giang 10 ca, Bến Tre 9 ca, Kiên Giang 9 ca, Bạc Liêu 8 ca, Bình Dương 7 ca, Long An 7 ca, Huế 6 ca, Hậu Giang 5 ca, Cà Mau 5 ca, Bình Thuận 4 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 4 ca, Hải Dương 2 ca, Khánh Hòa 2 ca, Lâm Đồng 2 ca, Gia Lai 2 ca và Trà Vinh 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 223 ca một ngày. Đến nay tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 33.245 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 3 tháng 1 có 405.584 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 154.344.391 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.850.611 liều, tiêm mũi 2 là 69.614.463 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 6.879.317 liều. F0 leo thang, Hà Nội vượt mốc 2.500 ca COVID-19 một ngày. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 2.578 ca bệnh ghi nhận hôm nay có 723 ca cộng đồng, 1.853 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hà Đông 325 ca, Nam Từ Liêm 319 ca, Hoàng Mai 229 ca, Cầu Giấy 197 ca, Long Biên 168 ca, Gia Lâm 155 ca, Ba Đình 136 ca, Đống Đa 136 ca và Thanh Trì 130 ca. Bệnh nhân phân bố tại 379 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Trong đó có 723 ca cộng đồng được ghi nhận tại 220 xã phường thuộc 26 trên 30 quận huyện. Một số quận huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như Nam Từ Liêm 111 ca, Ba Đình 61 ca, Hoàng Mai 58 ca, Thanh Xuân 51 ca, Đống Đa 48 ca, Cầu Giấy 45 ca, Thanh Trì 44 ca. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 57.409 ca. Trong đó, số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 18.667 ca. Số F0 là đối tượng đã được cách ly là 38.742 ca. Trong bản tin tối ngày 4 tháng 1, Bộ Y tế công bố Hà Nội ghi nhận 2.499 F0 mới. Việc có sự chênh lệch giữa số ca bệnh mới trong ngày giữa công bố của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội là do khác thời điểm trước số liệu của hai bên. Các ca F0 mới này vẫn khớp mã số bệnh nhân trên công bố của Hệ thống Quốc gia Quản lý ca bệnh COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh đã có 6 ca nhiễm biến chủng Omicron. Thưa quý vị, tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 4 tháng 1, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố HCDC cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận tổng cộng 6 trường hợp F0 nhiễm biến chủng Omicron. Những trường hợp này đều nhập cảnh vào Việt Nam từ nước ngoài. Ngoài 5 ca mắc biến chủng Omicron đã được công bố trước đó, ca mắc còn lại nhập cảnh vào Việt Nam ngày 29 tháng 12 năm 2021. Người này là tiếp viên một hãng hàng không nước ngoài, người Đài Loan. Lãnh đạo HCDC cho biết, ngay từ khi biến chủng Omicron chưa xuất hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch xây dựng thế trận ứng phó với biến chủng này, trong đó thế trận được triển khai chặt chẽ từ các cửa khẩu hàng không, hàng hải, khu cách ly và trong cộng đồng. Ông Nguyễn Hồng Tâm chia sẻ, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện đúng như kế hoạch về thế trận y tế đã ban hành. Ngành y tế tiếp tục theo sát diễn tiến các ca mắc do biến chủng Omicron gây ra để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khi có nhu cầu. Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm, qua theo dõi, hầu hết các ca mắc biến chủng mới đều không có triệu chứng, không có dấu hiệu chuyển nặng. Đối với công tác điều trị khi xuất hiện biến chủng mới, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin,
Kể từ đầu tháng 12, đơn vị đã thực hiện tái cấu trúc các bệnh viện, phân bổ lại khoa phòng hợp lý. Ngoài 9 bệnh viện dã chiến đã giải thể, toàn địa bàn còn 13 bệnh viện khác với sức chứa hơn 20.000 giường cùng hơn 8.000 giường tại các cơ sở địa phương. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai khẳng định, hệ thống điều trị vẫn kịp thời đáp ứng nếu có tình huống xấu xảy ra. Sở Y tế cũng phân công công tác điều trị, chuyển viện phù hợp với tình hình hiện nay. Đại diện Sở Y tế lý giải, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 do còn nhiều ca mắc có diễn tiến nặng, cần can thiệp ECMO. Hiện tại các y bác sĩ vẫn cố gắng từng ngày để giành giật mạng sống cho khoảng 300 bệnh nhân COVID-19 nặng. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, kết quả giải trình tự gen các ca nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2 đang cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã cho kết quả có 5 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Theo hệ thống giám sát ca bệnh, 5 trường hợp này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2021. Tất cả các trường hợp được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu xét nghiệm được chuyển viện Pasteur để thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen. HCDC cho biết thêm, 5 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính SARS-CoV-2 sau 5 đến 7 ngày. Tổng cộng 305 hành khách đi chung các chuyến bay có trường hợp nhiễm Omicron đều được cách ly theo quy định và đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngay sau khi xuất hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy trình giám sát, quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh. Quy trình được ra đời trong bối cảnh Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp nhập cảnh có kết quả dương tính với biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2. Quá trình này được áp dụng cho tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Mục tiêu được đưa ra là chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Thừa Thiên Huế yêu cầu cách ly thêm nhiều F0 thể nhẹ tại nhà. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chính quyền và tuyến y tế cơ sở tạo điều kiện cách ly thêm nhiều F0 tại nhà, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian đầu bắt tay thực hiện cách ly, theo dõi F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà. Từ cuối tháng 12 năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu triển khai phương án theo dõi cách ly F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà. Tính đến ngày 4 tháng 1, toàn tỉnh có 366 ca F0 được cách ly, theo dõi tại nhà. Trong đó, thành phố Huế là địa phương có số ca F0 cách ly, theo dõi tại nhà nhiều nhất với hơn 100 trường hợp. Thị xã Hương Trà và các huyện Phú Lộc và A Lưới hiện chưa triển khai cách ly, theo dõi F0 tại nhà. Sau một tuần triển khai cách ly F0 tại nhà qua theo dõi, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ ra những hạn chế của hệ thống y tế cơ sở và chính quyền các địa phương khi thực hiện phương án này. Cụ thể, hệ thống y tế cơ sở và chính quyền các địa phương chưa chủ động, sẵn sàng và quyết liệt trong thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà, đặc biệt là chưa chủ động trong bố trí lực lượng hỗ trợ và ra các quyết định cách ly F0 tại nhà. Từ thực trạng đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu trong tuần mới này, việc thực hiện cách ly theo dõi F0 tại nhà phải được tăng cường một cách quyết liệt. Những địa phương chưa thực hiện cũng phải triển khai ngay, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, việc tăng cường thực hiện theo dõi F0 tại nhà nhằm tiến tới thu hẹp quy mô của các khung bố trí cách ly theo dõi F0, từ đó tập trung năng lực thu dung, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở tầng 2. Để có thể tạo điều kiện cho nhiều F0 được cách ly theo dõi tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế xem xét và có hướng dẫn linh hoạt hơn, vừa đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ Y tế, vừa thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Lãnh đạo các địa phương phải chủ động và quyết liệt hơn trong việc thực hiện cách ly theo dõi F0 tại nhà. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khó lường, số F0 phát hiện hàng ngày vẫn nhiều, việc phát huy tối đa hiệu quả của việc cách ly theo dõi F0 tại nhà là giải pháp mang tính bền vững trong công tác phòng chống dịch của tỉnh. Ban Chỉ đạo sẽ cho thành lập các tổ tư vấn, yêu cầu các địa phương tăng cường năng lực cho hệ thống y tế cơ sở, các tổ y tế lưu động, ứng dụng công nghệ thông tin một cách linh động, hiệu quả để có thể hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất đối với các F0 được cách ly, theo dõi tại nhà. Khởi tố vụ lợi dụng tôn giáo từ thiện để trục lợi tại tỉnh Thất Bồng Lai. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 1, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo từ thiện để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai và sau này được đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ.
Lãnh đạo Công an tỉnh Long An thông tin, hiện cơ quan điều tra đang phong tỏa tỉnh Thất Bồng Lai để lấy lời khai những người liên quan, đồng thời thu giữ những tài liệu liên quan. Vụ việc đang được điều tra, hiện chưa khởi tố ông Lê Tùng Vân và những cá nhân có liên quan như thông tin trên mạng xã hội. Qua kết quả xác minh ban đầu năm 2014, bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú tại xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đức mua lại nhà đất gần 2.000m2 đất ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Qua xác minh, ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc từ năm 2015. Trước đây, ông Vân tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Đến năm 2007, do hoạt động không đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không đảm bảo, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định. Ngày 25 tháng 7 năm 2007, UBND huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức. Đến năm 2015, ông Vân bán hết đất tại địa chỉ trên về tạm trú tại nhà bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hành nghề nhận con nuôi làm từ thiện. Tuy nhiên thực tế đa số trẻ sống trong nhà bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, nhà bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú. Thời gian qua nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự dư luận xã hội. Đặc biệt, nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau, đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Lúc đầu do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, sau khi nhiều báo thông tin về việc chấp hành đăng ký tạm trú, tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định của pháp luật và những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, thì dư luận xã hội đã hiểu rõ bản chất hoạt động của nhóm tỉnh Thất Bồng Lai nên đã chuyển hướng sang lên án, phê bình. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên tỉnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ bị thành niên, bị bệnh tâm thần và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây. Về việc này, cơ quan chức năng tỉnh cũng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến phản ánh tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội. Trong khi đó, liên quan đến tôn giáo, cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là cơ sở tôn giáo. Về việc này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định Tư Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo, do đó không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi. Theo thông tin từ ngành chức năng, kết quả xác minh cho thấy số trẻ em thanh niên sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Am bên bờ vũ trụ đa số không phải trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Ca COVID-19 tăng kỷ lục, hàng nghìn trường học ở Mỹ đóng cửa. Thưa quý vị, tốc độ lây lan của biến chủng Omicron đã gây ra tình trạng hỗn loạn trên khắp nước Mỹ trong những ngày đầu tiên của năm 2022. Theo thống kê của Reuters, số ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ đã tăng gấp đôi trong 7 ngày qua, lên mức kỷ lục là trung bình 418.000 ca một ngày. Tính trên cả nước, 18% kết quả xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính. Cho đến nay, hơn 2.750 trường học tại Mỹ đã đóng cửa. Trong tuần này, các thành phố Milwaukee, Cleveland và Detroit đã áp dụng hình thức dạy học trực tuyến và đóng cửa trường học đối với hàng chục nghìn học sinh do thiếu nhân lực và lo ngại sự lây lan của Omicron. Tại New Jersey, nơi có tỷ lệ ca nhiễm cao nhất trong những tuần gần đây, hầu hết các trường học ở khu vực đô thị đã triển khai các lớp học trực tuyến, trong đó có New York, thành phố lớn nhất của bang. Một số trường học đang sử dụng kết quả xét nghiệm để tránh tình trạng phải đóng cửa. Tại Washington DC, tất cả nhân viên và 51.000 học sinh trường công phải đăng tải kết quả xét nghiệm âm tính lên trang web của trường trước khi đến lớp vào ngày 5 tháng 1. Những nỗ lực tương tự cũng đang được tiến hành ở California, nơi cam kết cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm miễn phí tại nhà cho toàn bộ 6 triệu học sinh trường công. Một số khu vực vẫn quyết định mở cửa trường học theo kế hoạch, trong đó có New York, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng COVID-19 tại Mỹ lần này. Theo dữ liệu công bố hôm 3 tháng 1, cứ 3 xét nghiệm COVID-19 tại New York sẽ có một xét nghiệm cho kết quả dương tính. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams,
người nhậm chức vào cuối tuần qua tuyên bố sẽ mở cửa hệ thống trường học lớn nhất nước Mỹ bất chấp virus lây lan mạnh. Chúng tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng nơi an toàn nhất cho trẻ em là trường học. Tác động toàn diện của đợt bùng phát dịch do biến chủng Omicron đối với các hệ thống trường học tại Mỹ sẽ trở nên rõ ràng vào tuần tới, khi các phụ huynh và ban giám hiệu phải chật vật để thực hiện các hướng dẫn thay đổi từ giới chức y tế. Làn sóng COVID-19 bùng phát trở lại tại Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới do sự xuất hiện của Omicron, chủng virus có nhiều đột biến chưa từng thấy. Mỹ đã phá kỷ lục ít nhất 4 lần trong tuần cuối cùng của năm 2021 về số ca COVID-19 mới trung bình 7 ngày. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 56,7 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 848.000 ca tử vong vì COVID-19. Tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 nhập viện tại Mỹ đã lên đến mức cao chưa từng thấy trong tuần trước. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 12, trung bình 378 trẻ em dưới 17 tuổi nhập viện mỗi ngày vì COVID-19, tăng 66% so với một tuần trước đó. Các dịch vụ y tế vốn kiệt quệ sau các đợt bùng phát dịch trước đây đang có nguy cơ quá tải trở lại do số ca COVID-19 ngày càng tăng tại Mỹ. Hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn trong suốt kỳ nghỉ lễ năm mới do các nhân viên và phi hành đoàn bị nhiễm bệnh.